Dân ơi, Dân ơi, Dân à, Dân ơi, mở cửa cho Phúc đi Dân ơi. Vâng. Vậy em, Phúc nó gọi em nãy giờ ngoài cổng kìa. Phúc nào? Phúc bạn thân em chứ ai. Trời ơi, nãy giờ cái thằng khùng nào nó đứng nó réo ngoại á. Chứ Phúc bình thường á là nó thân với em lắm, kêu mày tao mà. Nhưng mà chị nghe rõ ràng giọng của thằng Phúc mà. Nó không phải nó đâu mà. Dân thôi ơi, à, chị đi ra, chị đi chợ. Mở cửa cho Phúc đi Dân ơi. Dân nhà Dân có đó không ta? Ủa chị? Nè Vân, Phúc bạn em qua kiếm em nãy giờ kìa, em thấy không? Ủa nãy giờ là mày á hả? Trời, à, là Phúc đó. Ừ thôi em ở lại chơi với Vân nha. Dạ. Chị đi chợ. Chị đi mình giỏi nha chị. Ừ vậy hai đứa chơi nha. Dạ chị đi khỏi về cũng được. Nè ai bỏ bùa bỏ ngải mày, mày nói chuyện gì kỳ vậy? Ai kỳ quá. Phúc ngồi đây nha. Mày ngồi đi. Thôi đừng có nói mày tao kỳ quá. Thì mày tao chơi thân với nhau 10 năm nay rồi không mày tao. Gì? Kêu mày tao hồi đó là lúc mình còn trẻ trâu á. Ừ. Bây giờ mình trưởng thành rồi mình phải kêu cho nó nghe nó lịch sự hơn ha. Kêu sao? Phúc với Dân á. Gì mà bài đặt dữ vậy trời. Rồi bông này ở đâu vậy? Lụm. À không không, mua. Tại... Mua gì? Tặng Dân, tại nãy đi ngoài đường thấy đẹp quá mua tặng. Mày bị sốt hả? Ông lộn, thôi bây giờ kêu ông cho lịch sự đúng không? Ông bị sốt hả? Đúng rồi. Có sao không? Tỉnh táo không? Bình thường không? Bình thường. Bình thường sao mua bông? Mua bông tặng tôi. Ủa thì Dân là con gái thì mua bông tặng Dân là bình thường thôi. Trời đất ơi, 12 giờ trưa không đi làm đi tự nhiên qua đây mua cành bông tặng vậy trời. 12 giờ trưa không đi làm là tại vì bận á. Bận đi xuống với Củ Chi mua thuốc ho. Thuốc ho gì? Nè mua ho này cho Dân nè, tại bữa thấy Dân ho quá mua tặng. Ho nào? Bữa gọi điện thoại đó cái nghe Dân ho như chó sủa. À không, ý là thấy ho quá cho nên là lo đi mua cái chai thuốc này nè, xin nghỉ làm luôn. À cái bữa mà điện thoại mới hôm qua đó hả? Ờ đúng rồi. Mới hôm qua mà cái vụ mà đang cơm điện thoại đó là tôi bị sặc thôi. Sặc cơm thôi hả? Ủa là bị sặc chứ không phải ho hả? Ờ mà sao là phải chạy xuống tới Củ Chi từ khuya tới giờ trời, vậy? Chạy từ khuya tới giờ nghỉ làm luôn đó. Trời ơi mà thuốc này nó sao hay không? Mà công dụng thiệt không? Hay, bây giờ không ho thì cứ giữ để đi chừng nào ho thì uống. Cái này hay lắm nha, uống là hả nín ho tới cuối đời luôn đó. Trời hay vậy? Hay, Thảo nói á. Thảo nào? Thảo bồ cũ á hả? Ờ. Ủa tưởng đâu là chia tay rồi mà chặn Facebook rồi mà tự nhiên giờ liên lạc lại. Thì tại vì lúc đó mình còn trẻ thơ ngây đó, mình chưa có hiểu. Bây giờ mình trưởng thành rồi, mình chia tay thì mình mở ra, mình làm bạn bình thường thôi. Với lại là mà hồi đó chưa có đối tượng. Còn bây giờ thì có đối tượng mới rồi. Dông nào nhặt xả đi chứ từ nãy giờ nói chuyện cúm rúm rồi sờ đùi, sờ chân, nhìn không có bình thường tự nhiên gì hết, có sao không? Không, bình thường á. Bình thường ổn nha. Đang ổn mà. Nhưng mà nãy nói đối tượng mới là sao, đối tượng nào? Là ý là có người. Có người để ý đúng không? Thích rồi chứ gì? Rồi ai nói nghe coi. Dạ đúng rồi. Có lòi. Vui hả? Vui không? Thôi không vui thì nói đi ai vậy? Thì không có cần là phải đoán xa xôi đâu. Thì thiệt ra là xa tận chân trời mà gần. Thôi về. Gần về hả? Không, ủa về. Là sao? Tại gần tới giờ đi làm về. Hiểu không? Về nha. Thôi Phúc về nha. Tự nhiên. Cái gì vậy trời? Tự nhiên qua đây đổi cách xưng hô với mình. Nhẹ nhàng, từ tốn. Tặng bông, tặng thuốc ho. Rồi còn nói là có đối tượng mới, xa tận chân trời, gần tới giờ đi làm, gần ngay trước mắt. Cái câu nó phải là như vậy. Không lẽ? Ôi trời, không được đâu. Trời ơi, mình chơi thân với nó lắm, sao mà được. Trời, ghê quá. Ôi, không được đâu. Ghê quá. Thôi mình đi ngủ. Trời ơi, ghê quá. Dân. Dậy, có sao không? Sao mà anh cứ thấy em ngủ hoài vậy? Tại một cốc nè, có bị bệnh ở đâu không? Không có bệnh, tại em mê ngủ thôi. Ủa là em mê ngủ hả? Ừ. Thôi vậy nói nghe nè, bây giờ không sao thì đi vô nhà tắm rửa thay đồ đi, thay đồ đẹp nha. Ừ. Chở đi ăn nhà hàng. Đi nhà hàng làm gì? Bữa nay ngày gì mà đi nhà hàng? Em không nhớ ngay ngày gì luôn hả Dân? Nay ngày thứ bảy. Đi xem phim không? Tối đi xem phim à? Em không nhớ thiệt luôn hả? Trời ơi, mình quen nhau một năm rồi, ngày hôm nay là ngày kỷ niệm một năm mình quen nhau đó. Trời ơi, lẹ dưới trời, em tưởng nó một giấc mơ luôn á. Tưởng nó là mới ngủ dậy là quen anh năm luôn rồi hả? Ôi, em sao vậy, em vô tâm quá à. Bây giờ nè, nó nghe đi, vô tắm rửa thay đồ nha. Anh sẽ dắt em đi ăn nhà hàng, coi như là cái quà mà kỷ niệm một năm hai đứa mình quen nhau. Còn em, khoan, đứng lại. Một năm rồi, có quà gì cho anh không?
Sao mà lúc nào em cũng vô tâm anh vậy? Bây giờ anh quyết định rồi, hôm nay anh phải lấy quà. Hôn nè, bây giờ anh hôn em. Em xin lỗi anh. Ý em là gì nè, anh biết sao không? Ba mẹ em dạy em kỹ lắm hồi xưa là hả? Ba mẹ em nói là mình phải có khoảng cách với lại bạn nam. Nếu mà mình chưa có là gì thì mình không có nên tiến gần nhau đến. Ủa nhưng mà bây giờ anh nói nghe nè, mình quen nhau một năm rồi, lúc nào em cũng xa cách anh vậy hết, nắm tay cũng không cho nữa, nói chi là hôn. Tại sao lúc nào tình cảm của em dành cho anh cũng hời hợt vậy Dân? Tại vì bây giờ cái cảm xúc của em nó... Cảm xúc em sao? Nó sao? Thôi bây giờ anh chừng nào cưới đi rồi muốn làm gì làm. Nè, em nói đó nghe chưa, anh chuẩn bị lâu lắm rồi á Dân. Trời đất ơi, lầy vậy luôn á hả anh? Anh chờ lâu lắm rồi, lấy anh đi. Will you marry me? Trời ơi em. Dân ơi lấy anh đi. Trời ơi đừng có ép em à. Lấy anh đi, anh lại em luôn. Anh lại em luôn. Vâng, làm gì mà em dò đầu bứt tóc chị như cái bánh giò vậy em? Trời ơi, nãy giờ em tưởng dò đầu em. Ê, chị em dò quá trời luôn mà em thấy còn ngứa luôn á. Trời ơi, sao lại chuyện gì vậy? Chị ơi, em vừa mơ một giấc mơ đáng sợ lắm chị ơi. Sao? Ác mộng hả? Có cướp cửa giết người không? Trời còn ghê hơn, còn khủng khiếp hơn nữa chị ơi. Bình tĩnh. Trời ơi, rồi sao giờ tỉnh chưa? Thôi dũng đỡ em. Chuyện là như vậy đó chị. Bây giờ nó ngỏ lời với em mà em không có thích nó, bây giờ em cũng không biết làm sao nữa. Thực ra cái việc này cũng khá là phức tạp và cũng nhiều người gặp phải lắm. Dạ sao tại chị? Vì tình bạn thì mình vẫn muốn giữ, bạn thân của mình thì lại rất là thích mình. Cho nên cũng rất là khó. Cho nên cái chuyện này là em phải ứng xử làm sao cho rất là khéo léo và tế nhị mới được. Hay bây giờ mình bớt gặp nhau đi, là mình né chừng nào hai đứa nó hết cảm xúc với nhau, bắt đầu mình chơi thân nhau lại. Cái việc mà mình đột ngột mình không liên lạc với bạn, hay là mình không tiếp xúc với bạn, hay là mình tìm những cái cách để mình trốn tránh, để mình ít gặp gỡ bạn, thì sẽ làm cho bạn mình buồn. Bạn nghĩ rằng là vì bạn là cái nguyên nhân làm cho tình cảm bạn bè xa cách. Em vẫn phải từ chối, nhưng em từ chối như thế nào mà làm cho bạn mình nó không bị tổn thương. Em sẽ vẫn gặp bạn, em nói rằng là em rất là quý bạn, rất là trân trọng cái tình bạn của bạn đã dành cho em trong bao nhiêu năm qua. Và em không thể nào đánh đổ cái tình bạn của em và bạn được vì bất kỳ một cái lý do nào hết. Mình phải thể hiện một cái sự chân thành trong cái sự quý trọng tình bạn này. Sau đó em cũng phải nói thật cái cảm xúc của mình. Cái cảm xúc đó chỉ là cảm xúc bạn bè. Người ta không thể nào yêu nhau nếu như không có những cái cảm xúc giới tính với nhau. Và nếu như em không có nói thẳng cái cảm xúc của mình ra, vẫn quan tâm bạn, mình vẫn để ý tới bạn, nhưng mà mình không nói rõ rằng cái cảm xúc đó chỉ là cảm xúc tình bạn thôi, không phải là cảm xúc tình yêu, thì bạn lại tiếp tục hiểu nhầm cái mối quan hệ giữa mình và bạn. Có thể là đầu tiên bạn sẽ hơi buồn và bạn cảm thấy bị hơi hụt hẫng, bởi vì thực ra là bạn cũng rất là quý mình, cho nên là bạn muốn phát triển cái tình cảm đó nhiều hơn. Mình vẫn giữ cái mối quan hệ bạn bè đó, vẫn liên lạc nhau mỗi ngày, vẫn nói chuyện với nhau. Tuy nhiên trong mối quan hệ bạn bè này, bây giờ em phải thiết lập những cái ranh giới phù hợp. Có thể là trước đây em rất là vô tư, rất là thoải mái trong cái việc cư xử, trong cái việc ăn uống, hay là những cái việc đụng chạm mặt cơ thể, thì bây giờ em phải có những cái ranh giới rõ ràng. Đôi khi cái sự vô tư của mình quá làm cho bạn hiểu nhầm rằng là bạn giống như là một nửa của mình, thì bây giờ mình phải xác lập được giới hạn đó. Và đặc biệt trong mối quan hệ cư xử xung quanh cũng vậy. Khi mà bạn mình và mình là bạn bè với nhau, thì em cũng không nên dẫn tới nhà người thân nhiều, hoặc là những cái không gian như là riêng tư vắng vẻ, hoặc là những cái cuộc đi chơi mà chỉ có hai người, thì chúng ta cũng nên hạn chế những điều này. Ngoài ra nữa thì để cho em cũng có những cơ hội tìm kiếm những bạn khác phái khác, và bạn cũng có những cơ hội tìm kiếm những người bạn phù hợp hơn với mình, thì cả hai em không phải lúc nào cũng dính chặt cùng với nhau như những đôi bạn tri kỷ cùng nhau nữa, mà mình cũng có thêm những người bạn khác vào trong nhóm của mình, hoặc là mỗi lần đi đâu chơi đó thì cũng có nên thêm nhiều người nữa. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, thì bây giờ mình đã thống nhất như vậy rồi nha. Từ bây giờ mình cứ như vậy đi, đừng có ngại gì hết, cứ như cũ đi, là bạn thân với nhau. Thì tôi cũng hiểu ra vấn đề rồi đó. Hiểu rồi đúng không? Nhưng mà còn cái nữa. Cái gì? Lỡ mua hai vé xem phim rồi. Trời ơi, thì có sao đâu. Tôi nói sao, bây giờ mình vẫn là trở lại bạn thân như trước, là mình vẫn thân nhau, vẫn đi chơi với nhau, vẫn bình thường. Giờ vẫn đi coi phim với nhau được hả? Đúng rồi. Chị Hai ơi. Ơi. Chị Hai đi coi phim chị. Chị nhớ không, nhớ không? Vừa em nói không? Ê, nhớ không? Nhớ không? Nhớ không? Nó nghe nè,
Ủa là sao sao đi có chị Hai nữa? Chị Hai thích phim này lắm, bây giờ rủ chị Hai đi coi chung cho vui. À, là thôi bây giờ tới giờ coi phim thì mua thêm một vé, mua thêm một vé thôi, đâu có cái gì đâu mà sợ. Đây đi chị Hai, đi lẹ lên nha, sắp tới giờ rồi, nhìn lẹ lên. Dạ dạ dạ. Lẹ lên còn mua vé nè. Ủa tự nhiên cái giờ tốt lắm tiền mua vé nữa trời.